Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh vừa có thông báo yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, giải quyết các khó khăn và vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, sớm hoàn thành 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Dự án trọng điểm trên có tổng diện tích đất thu hồi là trên 960 ha, đến nay mới giải phóng mặt bằng và đền bù được 348 ha, đạt 36% kế hoạch. Nguyên nhân là do cấp ủy chính quyền địa phương, chủ đầu tư thiếu nỗ lực, công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan còn hạn chế. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và các thủ tục hành chính, nhất là về đất đai, tài chính, đầu tư, xây dựng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng công trình, sớm hoàn thành theo quy định, trong đó phải khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch xong trước ngày 31 tháng 8. Khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, khu công nghiệp số 5 và khu công nghiệp Yên Mỹ xong trước ngày 30 tháng 9, khu công nghiệp số 3 xong trong tháng 12 năm 2022.